nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cách để mình tạo một cái in máy thép chính xác hơn. Ở đây mình có thể có một cái bảng khối lượng, nó có sẵn một cái in máy. Thì cái in máy này mình tạo bằng một cái tool nha. Đó, thế đây là cái tool nào thì mình sẽ không nói ra để tránh ảnh hưởng đến nhà sản xuất. Thì đây là một việc làm rất là tốt. Nhưng đối với các bạn sinh viên thì các bạn làm cho cái đồ án của mình đó thì việc này có thể tạm chấp nhận được, không? Vì cái đêm nó đang còn thiếu rất nhiều, nhất là cái đêm mà cái đêm ngay chỗ cung đó. Cái đêm này thì mình có thể chấp nhận được, nhưng mà những cái đêm ngay tại cung nè đó đó thì sao thì nó không có. Do đó cái việc các bạn đi làm công ty thì nó bốc khối lượng rất là khó, không? Và họ sẽ không xài những cái máy như thế này. Ok, vậy bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái cách để mình tạo cái in máy trong CAD để mình import qua Revit cho nó nhanh và nó hiệu quả hơn. Ok ha. Vì sao? Vì cái in máy trong cầu đường của mình á, nó rất là nhiều hình dạng chứ nó không cơ bản giống như là bên nhân dụng. Ok, bây giờ mình sẽ vô và in thống kê thép nè. Đó, thì các bạn thấy cái cục in máy nó còn có một cái tệp là PNG đúng không? Là cái file hình ảnh á, JPG hoặc PNG gì cũng được hết. Đây, đó, nó sẽ ra như thế này. Đó, ok ha. Rồi, các bạn nhìn thấy nè, đây là cái list hình máy của nó. Thì mình sẽ add cái in máy nó vô. Đó, in máy nó là cái hình dạng thôi, cái hình tấm ảnh về cái hình dạng thép thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ tạo lên CAD nha. Đó, thì các bạn vô CAD và các bạn tạo cho mình một cái file đã setup sẵn đường dim được test hết rồi. Đó, light tide cũng đã setup hết rồi nha. Sau đó các bạn vẽ cho mình cái đường rectangle đây. Sau khi vẽ rectangle được, bạn vẽ bắt đầu vẽ cái hình thép trong cái rectangle này thôi. Đó, rồi các bạn ok dịch mình, các bạn cố gắng cho nó ngay giữa một tí xíu, cắt cái hình thép cho nó đẹp. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục, các bạn bây giờ mình sẽ fillet nó nha. Fillet là nét nha. Đó, thì đây mình fillet khoảng chừng 65 60 gì đó, nói chung là tùy, nhưng sao các bạn thấy đẹp là được. Đó, rồi bây giờ mình sẽ offset cái đỉnh này ra nha. Ví dụ cái thép mình là trân trọng 20 đi. Đó, mình sẽ offset ra. Ok, rồi như vậy là mình tạm ổn ha. Đó, mình sẽ bao cái thép lại. Ok, đấy, rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ đêm thôi nó thôi. Ok, đêm ra. Rồi, đó, add lên. Đối với những cái đề mới như bây giờ thì nó sẽ có luôn cái đêm cung, cái add lên cho mình, cho nên các bạn không cần lo về điều này nha. Đó, nó sẽ tiện cho mình rất là nhiều. Ở đây thì mình sẽ đi một cái nữa. Đó, rồi bây giờ quan trọng nè, cái phần mình bóc cái lượng mình cần tới cái gì, cái radius phía trong phía ngoài, đúng không? Tại vì bóc cái lượng trong Revit thì nó đôi khi á không có chuẩn xác, nên họ dựa vào cái may để họ bóc lại. Ok ha. Rồi sau khi xong rồi tạm thời nó sẽ được như thế này, đúng không? Thì cột bên tay trái thì các bạn thấy nó là làm hoàn chỉnh á, thì mình sẽ lấy cột này mình in ra. Lên in là gì? Ví dụ quên, ví dụ như các bạn thấy con số này nó chưa có đúng này, thì các bạn sẽ chỉnh là thành 200. Đó, ở đây thì có thể chỉnh là thành 200. Đó, như thế này thì dễ quản lý hơn cho cái người mà họ bóc khối lượng. Ok, đó, rất đơn giản luôn ha, không khó. Đây, thì cơ bản để như thế này đi. Rồi, đó, giờ thì các bạn chỉ cần in nó ra thôi. Mình chọn B. Đó, rồi các bạn chọn là Get Import PDF. Đó, nó ra như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt cái in main này ra. Rồi, các bạn vô Snipping Pool nè, New nè. Ok, nó bị dướng cái bàn tay ha. Ok, bị dướng. Mình cố gắng che, cố gắng né cái bàn tay ra khỏi cái cung. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nha. Đó, cắt sao các bạn thấy vừa tầm vừa đủ, không? Import vô thì nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đến cái khung này được. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào file này,
các bạn sẽ vẽ này nè, là một cái tấm hình. Bây giờ mình sẽ tạo một cái file mới nha, một cái folder mới. Thì mình sẽ ra ngoài desktop đi. Ok, mình sẽ tạo một cái folder mới. Folder mới thì ở đây mình để là new nè, đó, để là in MyTab ha. Rồi cho mình MyTab này, mình sẽ để là ví dụ như cái đó là cái H1 đi đó, thì mình sẽ để là H1. Ok, file đó là JPG nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vào cái bảng khối lượng của mình, Revit nè. Rồi các bạn vô desktop nè, file in MyTab đâu, in MyTab đây nè. Rồi các bạn nhấn H1, các bạn open nó ra đó. Rồi bây giờ các bạn chỉ còn ok thôi đó, thì ngay tại vị trí cái L0 nó sẽ đổi thành H1 ha. Đó, sẽ vô được như thế này. Thì các bạn thấy nè, cái test của nó hơi nhỏ đúng không, thì mình có thể chỉnh được cái test đó thôi. Cái test đó thì theo cái test của các bạn khối lượng, mình có thể vô đây mình chỉnh dim lại nè, chỉnh test dim lại nè, và cái test thường bên ngoài lại cho nó ok là được đó. Thì đó là cái cách để mình tạo một cái mày thép chính xác hoàn chỉnh luôn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại, nhớ cho mình like và subscribe nhé. Xin cảm ơn các bạn.